Công ty rau quả xấu xí khởi nghiệp từ thức ăn tự bỏ đi. 4 năm sau đó, Simon và một đồng nghiệp nữa là Benchele đã sáng lập ra công ty chuyên bán các sản phẩm không hoàn hảo. Doanh nghiệp của Simon bán ra các loại trái cây và rau quả xấu xí nhưng chất lượng bên trong vẫn đảm bảo. Những loại thực phẩm này thường bị các chuỗi cung ứng thực phẩm chê bôi và không nhập hàng vì vẻ ngoài xấu xí của chúng. Công ty giao hàng tới tận nhà người tiêu dùng với chi phí khá rẻ. Tại Hoa Kỳ, khoảng 70 tỷ bao thực phẩm bị lãng phí hàng năm. Nguồn gốc của sự lãng phí thực phẩm này đến từ những quán ăn tự phục vụ, từ các nhà hàng, từ trang trại, cửa hàng tạp hóa, sân vận động, các gia đình, hầu như những loại thực phẩm này đều có chất lượng tốt, Simon cho biết. Công ty của anh muốn nghĩ ra thật nhiều ý tưởng để hạn chế những chất thải thực phẩm này và tạo ra một hệ thống thực phẩm bền vững. Sau đó, Simon đã hợp tác với bạn mình là Benchele để cùng chia sẻ niềm đam mê và những ý tưởng liên quan đến lợi ích xã hội. Hai người quay lại trang trại để khởi đầu cho dịch vụ thu hồi và giao thức ăn. Các cửa hàng tạp hóa đều không muốn hợp tác. Trong thời gian làm việc ở các trang trại, Simon nhận ra có trên 20% các loại trái cây, rau quả được trồng tại trang trại ở Mỹ bị loại bỏ vì sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm mỹ của những cửa hàng tạp hóa. Anh chia sẻ, phần lớn những sản phẩm ấy hơi đổi màu, có những vết trầy trên bề mặt do bị va đập hoặc cọ sát vào nhau. Đôi khi, một số sản phẩm có kích thước không chuẩn so với kích thước chung cũng bị loại bỏ. Chúng tôi thấy một số quả bơ nhỏ bị bỏ đi vì người tiêu dùng thích những quả bơ lớn hơn. Điều đó thật lãng phí. Simon, 29 tuổi và Chele, 27 tuổi đã quyết định trực tiếp nhập nguồn sản phẩm xấu xí này từ các trang trại và giao cho khách hàng với giá thấp hơn khoảng 30% so với giá chung từ các siêu thị, cửa hàng rau, tạp hóa. Lý do chúng tôi làm điều này vì các cửa hàng tạp hóa hay các doanh nghiệp không hợp tác với chúng tôi. Họ không thích nhập các sản phẩm xấu xí mặc dù chất lượng vẫn tốt. Vì vậy, chúng tôi đã tự mở cửa hàng của riêng mình. Từ tháng 8 năm 2015, hai người bạn trẻ đã cho ra mắt dịch vụ riêng. Cơ sở cung cấp dịch vụ có trụ sở tại San Francisco. Tới giờ, các loại thực phẩm không hoàn hảo của Simon và Chele đã có tới 200.000 khách hàng tại 22 thành phố. Công ty hiện đang phát triển với 250 nông dân trồng rau quả trên toàn quốc. Hơn một nửa sản phẩm của họ là những sản phẩm hữu cơ. Simon cho biết, đến nay, dịch vụ này đã thu hồi được 40 triệu bảng từ những thực phẩm lãng phí. Chỉ riêng trong năm nay, chúng tôi sẽ thu hồi thêm 50 triệu bảng và quyên góp 2,2 triệu bảng cho các ngân hàng thực phẩm, Forbank, một mô hình được nhân rộng ở nhiều nước trên thế giới, nơi thu gom các nguồn thực phẩm dư thừa nhưng chất lượng vẫn tốt để giúp đỡ cho những người nghèo khó. Simon Enchele đã khởi động công ty với khoảng 20.000 USD của riêng mình và huy động được 38.000 USD từ các nguồn khác. Ví dụ như IGE Gogo, nền tảng gây quỹ cộng đồng. Từ đó, họ đã nhận thêm được tổng cộng 47 triệu USD tài trợ từ các nhà đầu tư, bao gồm Maveron và đối tác liên doanh Noe. Trong 4 năm, công ty đã tăng thêm 1.000 nhân viên và vận hành 400 xe tải giao hàng của riêng mình. Simon từ chối tiết lộ doanh thu, nhưng anh vẫn cho biết doanh thu năm nay được dự kiến tăng gấp đôi năm ngoái. Mặc dù công việc kinh doanh chưa có lãi, nhưng các chàng trai đều hy vọng sẽ mở rộng được dịch vụ tới 40 thành phố vào cuối năm 2019. Tạo ra hệ thống thực phẩm cân bằng. Khách hàng trả từ 12 USD đến 40 USD mỗi hộp thực phẩm theo ý thích, bao gồm các hộp thực phẩm với nguồn gốc hoàn toàn từ hữu cơ hoặc hỗn hợp các loại trái cây, rau quả thông thường. Tới tháng 5 vừa qua, công ty phát triển thêm mặt hàng đóng gói, ví dụ như đậu lăng, quinoa, diêm mạch, gia vị, dầu, mì ống, bánh mì, đồ uống. Dịch vụ của công ty cung cấp 50 đến 60 mặt hàng sản xuất, cùng với khoảng 200 mặt hàng tạp hóa. Theo Simon, khách hàng tìm đến dịch vụ của công ty là vì những dịch vụ này đã giúp họ tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, mục đích cao cả hơn của công ty là hướng khách hàng đến ý thức chống lãng phí thực phẩm. Tani Ahmeto, một khách hàng trung thành của công ty từ 3 năm trước cho biết, họ có táo, cà chua, ớt chuông và nhiều thứ khác. Bạn có thể đặt mua online dễ dàng. Người tiêu dùng có thể lựa chọn giao hàng mỗi ngày, hàng tuần hoặc 2 ngày một lần. Công ty tính phí 4,99 USD mỗi lần giao hàng. Khách hàng cũng có thể từ chối giao hàng vào những ngày họ đi công tác hoặc du lịch chỉ bằng những cú click chuột đơn giản.
Acme To thường chi khoảng 115 USD cho 2-3 hộp rau, hoa quả mỗi tuần cho gia đình có 5 người của cô. Acme To chia sẻ, bằng cách này, tôi có thêm nhiều thời gian hơn cho con cái. Tôi cũng tiết kiệm được 30% ngân sách cho thực phẩm và tiền xăng xe. Anavahana, công ty đầu tư mạng.